Kính thưa quý vị quan viên hai họ, qua lời cầu bầu cầu xin của gia trưởng đã dâng gia đình mới cho tổ tiên thì chúng ta cũng nhớ tới cội nguồn để nhắc nhở cho hai cháu lúc nào cũng nhớ tới nguồn gốc của mình, để mà từ đó chúng ta theo ông bà, theo lời dạy lời khuyên của ông bà cha mẹ chúng ta, và hai tụi con thì theo đó để mà vun đầy sống theo, để mà chia sẻ với nhau gia đình mới, thì tụi con cứ theo gương ông bà cha mẹ để đó. Đó là lời của gia đình, là của ba má tụi con muốn dâng lên. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và ân đức của tổ tiên ông bà, hôm nay cháu Yến Vi được Chúa thương cho đẹp duyên cùng cháu Quang Phi. Chúng con xin được kính báo lên ông bà tổ tiên. Xin ông bà vì tình thương mà cầu bầu cùng Chúa luôn che chở và gìn giữ gia đình hai cháu. Xin tổ tiên ông bà cũng chúc phúc cho tình yêu của hai cháu, chúc hai cháu luôn biết sống đẹp lòng Thiên Chúa và họ hàng hai bên. Nên chúng tôi giao màn phép được gửi con cháu của chúng tôi đến gia đình và xin gia đình được thương yêu và chấp nhận dạy dỗ cho cháu. Xin chân thành cảm ơn. Phi và Vi thân mến, yêu đương là một nghệ thuật, mà nói về yêu đương trong đường hôn nhân là nói về một thứ nghệ thuật mà chỉ có vợ chồng mới cho nhau được mà thôi. Và bất cứ giá và bất cứ già hay trẻ, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, cũng phải học hỏi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm trong ơn gọi hôn nhân của mình. Anh là Paulo Bùi Quang Phi, nhận em Maria Ngô Yến Vi làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Ngô Yến Vi nhận anh Paulo Bùi Quang Phi làm chồng của em và hứa sẽ giữ sự lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Với tâm tình tri ân và niềm vui dâng trào của hai họ Bùi Ngô trong ngày thành hôn của hai cháu chúng tôi là Quang Phi và Yến Vi, chúng tôi xin được đại diện họ đàng trai chân thành gửi lời tới toàn thể quý vị họ nhà gái lời tri ân nồng nhiệt nhất của nhà trai. Quý vị đã cho chúng tôi đứa con gái yêu quý của quý vị, đó là một món quà thật quý báu và vô giá đối với chúng tôi. Chúng tôi nguyện nâng niu và quý trọng và giữ gìn mãi mãi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an khang và vui mạnh. Thank you.
chúng ta cũng đại diện hai gia đình cùng kết thân lại với nhau để hai gia đình chúng ta là nên một.